Audio trọn bộ Chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 75 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để hội kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ Chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Phan Lâm cúp máy, bỗng thấy Lý Ái Phần bước nhanh tới. Phan Lâm, anh có mang theo tiền không? xảy ra chuyện gì vậy phan lâm vội hỏi bạn của tôi mới nãy lúc uống rượu vô tình làm ướt một người trang phục kia của hắn hơn mấy trăm triệu bây giờ đang lừa bạn tôi đòi tiền lại chỉ cần tiền mặt tôi không mang theo nhiều tiền như thế anh xem có tiền không cho tôi mượn trước chờ tôi xong việc thì trả lại cho anh ngay lý ái vân giải thích tiền mặt sao phan lâm cau mày bây giờ còn ai có mang theo tiền mặt trên người chứ không phải đều dùng di động để truyền trả sao Tôi cũng không hiểu nữa, bạn của tôi không đủ tiền. Tôi nói chuyển tiền cho hắn, hắn lại sống chết không chịu. Như vậy đi, Phan Lâm, anh cầm thẻ của tôi lập tức đi tới cây ATM gần đây, mang chút tiền mặt tới. Lý Ai Vân vừa nói, vừa lấy thẻ trong túi sách đưa tới. Được, Phan Lâm thần sắc hơi động, khẽ gật đầu một cái. Lý Ai Vân xoay người trở lại chỗ đám trai gái trong kia, nói gì đó với bọn họ. Phan Lâm đi tới góc ngoặt, đem thẻ đưa cho người áo đen đang đi tới bên cạnh người áo đen lập tức chạy xuống. Đại khái 10 phút sau, người kia đem một sắp tiền mặt cùng với thẻ giao cho Phan Lâm. Anh cầm theo tiền đi về hướng Ly Ái Vân. Này, tiền đây rồi, bạn tôi có thể đi được chưa? Cô đem tiền đặt trước mặt của người kia, mở miệng nói. Thanh niên tóc xanh lam trước mặt liếc nhìn Ái Vân, thầm hư lạnh một tiếng nói. Chừng này sao đủ chứ? Làm sao lại không đủ? Anh không phải nói bồi thường 300 triệu hay sao? Chính anh đếm xem, chỗ này là 300 triệu tiền mặt một phần không thiếu. Lý Ái Vân lớn tiếng quát. Chỗ này chính là 300 triệu tiền mặt, tôi tin. Nhưng mà bây giờ thì cũng không phải là bồi thường mấy trăm triệu đơn giản như vậy. Thanh niên cười lạnh nói. Anh có ý gì đây? Khi nãy không phải nói bồi thường mấy trăm triệu thì sẽ để tôi đi sao? Cô gái tên Mai nổi nóng kêu lên. Đó là khi nãy các người kéo dài lâu như vậy. Chẳng lẽ không nên trả cho chúng tôi chút lãi sao? Lãi sao? Vậy anh muốn bao nhiêu? Lý Ai Vân cắn rằng hỏi đưa thêm mấy trăm triệu là được." Thanh niên nhún vai một cái, "Anh anh cái này căn bản là đang lừa đảo." Lý Ái Vân tức giận nói với Tiểu Mai, "Tiểu Mai, dứt khoát báo cảnh sát đi, nên bồi thường thế nào, trả bao nhiêu không phải là cảnh sát tới là biết hay sao?" "Không, không muốn." Ái Vân, "Nếu như cậu muốn báo cảnh sát, mình mình nhất định sẽ đi vào." Tiểu Mai muốn nói lại thôi, vội vàng khuyên nhủ. Thực ra Ái Vân hiểu ý của Tiểu Mai, nếu thật sự ẩm mỹ đến cảnh sát tiểu mai cũng càng người không đứng đắn phải biết cô ấy căn bàn là không trong sạch cô ấy là người thích chơi ở quầy rượu sao có thể không dính dáng đến loại đồ kia cơ chứ cô ấy không chỉ là lần đầu đi vào nếu là bị bắt đi cũng không biết là phải bị nhốt bao lâu cho nên cô thà tình nguyện nói chuyện riêng cũng tuyệt đối không muốn ẩm ĩ đến cảnh sát sợ rằng đối phương chính là bắt được suy nghĩ trong lòng này mới dám không sợ hãi như vậy. Nếu không, Lý Ái Vân sẽ đồng ý bồi thường 300 triệu sao? Ái Vân thấy nhức đầu, dò hỏi. Tiểu Mai, cậu muốn làm thế nào đây? Đưa thêm 300 triệu nữa sao? Đòi 300 triệu, liền đưa 300 triệu đi đi. Ái Vân, cậu yên tâm đi, mình sẽ sớm trả lại cho cậu. Tiểu Mai nằn nỉ nói. Ái Vân do dự một chút, vẫn là nặng nề thờ dài, bất đắc dĩ nói. Tiểu Mai, cậu thật sự nên thay đổi một chút. Kỳ thực, Ái Vân cũng không thích lối sống của bạn này của mình, nhưng biết làm sao được khi hai người cùng lớn lên ở tiểu khu coi như là phát tiểu. Hơn nữa, Tiểu Mai bản tính không xấu, cũng thường xuyên cùng với cô nói lời chi tâm. Mỗi lần xảy ra chuyện, Ái Vân luôn luôn là người trước tiên chạy tới giúp đỡ, nhưng cô giúp được một lần hai lần lại không thể giúp được mãi. Hơn nữa, bản thân cô cũng không có bao nhiêu tiền. Trong thẻ kia cũng chỉ có 500 triệu, rút ra 300 triệu cũng chỉ còn lại có 200, cơ bản là không đủ. Tiểu Mai, trong thẻ của mình chỉ còn gần 200 triệu thôi." Ái Vân thấp giọng nói. "Cái này, Ái Vân, cậu có thể hỏi mượn người khác chút được không? Tối muộn thế này ai cũng nghỉ ngơi hết rồi, đột nhiên gọi điện thoại mượn tiền sợ là không hay lắm. Ái Vân, chẳng lẽ cậu thấy chết mà không cứu sao?" "Này, à mình gọi cho Trịnh Tú Lan đi, Lý Ái Vân không biết làm sao, đành nói, "Được lắm, Ái Vân, cậu đối với mình thực sự quá tốt." Tiểu Mai mừng rỡ không thôi, ôm lấy Lý Ái Vân. Trịnh Tú Lan cũng coi như vui vẻ, rất nhanh đã đem tiền đến. Ái Vân lại đề Phan Lâm đi lấy, Phan Lâm cho người mang tới 300 triệu, đưa cho thanh niên kia. Thanh niên cũng nhếch miệng, cuối cùng thì cũng bỏ qua. "Không tồi, vị mỹ nữ này quả nhiên là thẳng thắn." Nếu người đẹp đã đem đủ tiền, chuyện này cứ tính như vậy, chúng ta đi thôi." Nói xong, mấy người trực tiếp kéo nhau rời đi. "Tiểu Mai, chúng ta trở về thôi." Lý Ái Vân nói. "Cái đó, Ái Vân, cậu đi về trước đi, mình mình về muộn một chút." Tiểu Mai sắc mặt có chút kỳ lạ, cũng không để ý Ái Vân, trực tiếp rời khỏi quầy rượu. "Này!" Lý Ái Vân sừng sốt vội vàng đuổi theo. "Tiểu Mai, cậu đi đâu thế?" "Tiểu Mai, chờ một chút." Nhưng Tiểu Mai cũng không dừng bước, lại chạy nhanh ra khỏi quán rượu, chạy trốn đến hẻm nhỏ bên cạnh. Tiểu Mai, cậu ở đâu? Người đâu rồi? Tiểu Mai! Ái Vân hoàn toàn mông lung, liên tục hô lớn. Tiểu Mai đã không thấy bóng dáng. Cô gái ngu ngốc, còn chưa hiểu ra sao. Cô bị lừa 600 triệu rồi. Phan Lâm đi tới, bình tĩnh nói. Bị lừa sao? Ái Vân kinh ngạc. Người bạn kia khi nãy của cô với tên tóc xanh là cùng một phe, bọn họ cố ý lừa gạt cô Bây giờ tiền ở đúng chỗ, tiểu mai kia dĩ nhiên là không cần diễn nữa. Lý Ai Vân vừa nghe, hai mắt hơi mở lớn. Đột nhiên cô giống như chợt ý thức được gì đó, vội vàng chạy đi theo hướng của tòa trung cư bên cạnh. Ái Vân, em đi đâu vậy? Phan Lâm vội hỏi. Nhất định là... nhất định là tiểu mai lại phạm phải cái gì đó. Cho nên cô ấy mới vạch ra một bàn này để lừa tiền của tôi. Phòng trọ của cô ấy ở bên cạnh nơi này. Cô ấy nhất định là ở phòng trọ hút cái đó. Ái Vân cắn răng nói. Tôi nhất định không thể để cô ấy lại đụng vào cái loại đồ này. Tôi phải cản cô ấy. Nói xong, liền chạy vọt vào tòa chung cư. Phan Lâm giật giật chân mày một cái, vội vàng đuổi theo. Muốn cùng cô đi lên để xem một chút. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên ý thức được cái gì đó. Sắc mặt kịch liệt biến đổi. Hô hấp ngừng trệ, kéo Ái Vân vội vàng kêu lớn. Chờ đã, Ái Vân, mau chờ lại. Làm sao thế? Lý Ái Vân hỏi. Một giây kế tiếp, một tiếng nổ kịch liệt truyền ra liền thấy toàn bộ tầng một của khu chung cư nổ tung sóng xung kích khủng bố trong nháy mắt lật ngược phan lâm và lý ái vân phan lâm ôm lấy lý ái vân bị sóng xung kích chấn động vang lên tường bên cạnh hai người lăn xuống phan lâm bị chấn động đến nôn ra máu bà vai bị thương một mảng to chán lý ái vân cũng dớm máu sắc mặt tái nhợt đột ngột bị chấn động bởi tiếng nổ mạnh nên ngất xỉu cảnh tượng hỗn loạn kính cửa sổ vỡ vụn đầy đất các tòa nhà dân cư xung quanh lần lượt sáng đèn và đủ loại tiếng hò hét ngạc nhiên lan ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Có nơi nào nổ mạnh sao? mau gọi 119. Tất cả người của Phan Lâm từ đằng xa chạy tới. Anh Lâm, anh không sao chứ? Một người vội vàng nói. Tôi không sao. Sắc mặt của Phan Lâm u ám, kiểm tra Lý Hải Vân một chút. Thấy cô không sao, chỉ là phần đầu bị chấn động, liền thấp giọng quát. Màu gọi xe cấp cứu. Vâng. Người bên cạnh vội vàng lấy điện thoại ra, một lúc sau, xe cấp cứu chạy tới đưa Lý Ái Vân đi. Phan Lâm lập tức gọi Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang. Hứa Ngọc Thanh vừa mới chìm vào giấc ngủ, đã chạy đến bệnh viện khóc nức nở. Phan Lâm không vội vàng đến bệnh viện. Cảnh vệ ở đó là đội nghiêm ngặt nhất Giang Thành. Không lo lắng Lý Ái Vân trong bệnh viện sẽ gặp nguy hiểm. Sắc mặt của Phan Lâm ảm đạm đi về phía tòa nhà dân cư. Đúng lúc này, khu nhà ở tầng 1 hỗn loạn, trong lúc không khí tràn ngập nồng nạc mùi khí than nhìn thì có vẻ như đây là hậu quả của một vụ dò dị khí ga nhưng phan lâm tin rằng đây là một kiệt tác của nhà họ kiều coi thường nhà họ kiều coi thường sắc mặt của phan lâm ảm đạm nắm tay siết chặt vài vệ sĩ bước vào để điều tra một lúc sau một người bước ra nói nhỏ anh lâm bạn của cô ái vân trước đây bị nổ chết rồi người tóc xanh thì sao phan lâm trầm giọng hỏi không có phát hiện cô ấy là người duy nhất bên trong chết ở cửa Tôi phán đoán hẳn là có ai đó đã thiết lập cơ chế này. Trong phòng đều là khí ga. Khi mở cửa, cô ấy chạm vào thiết bị do ai đó lắp đặt nên phát ra tiền lửa. Bật khí ga tạo thành tình huống như vậy. Người nọ nói. Lập tức tìm tên tóc xanh. Anh Lâm, lúc tìm được hắn thì giao cho anh sao? Không, giao cho Huỳnh Lam. Phan Lâm lạnh lùng nói. Tôi nghĩ Huỳnh Lam sẽ chiếu cố hắn thật tốt. Vâng. Người vệ sĩ dùng mình như thể nghĩ đến điều gì khủng khiếp lắm, sắc mặt tái nhợt. Ngay sau đó, một nhóm vệ sĩ lập tức tàn ra điều tra, Phan Lâm vội vàng đến bệnh viện. Nhưng vừa bước vào cổng, một bóng người lao thẳng về phía Phan Lâm, đó là Hứa Ngọc Thanh. Lúc này, bà ta có dáng vẻ gớm ghiếc, đầu tóc bù xù, giống như một bóng ma vậy. Đổ lưu manh, đổ vũ phu, đổ chó hoang, anh còn mặt mũi đến đây sao? Tôi liều mạng với anh. Hứa Ngọc Thanh gào giống, các y tá và bệnh nhân gần đó đều sợ hãi. Ngọc Thanh, dừng lại, đừng lộn xộn. Lý Giang từ một bên chạy tới, ôm lấy hứa Ngọc Thanh. Buông tôi ra, ông Giang, buông tôi ra. Tôi muốn giết chết con chó hoang này, tôi muốn dẫm chết con giòi này. Hứa Ngọc Thanh hét lên. Ngọc Thanh, đây là bệnh viện, nếu bà gây rối ở đây sẽ ảnh hưởng đến Ái Vân. Nếu bệnh viện buộc Ái Vân phải chuyển viện vì chuyện này thì phải làm sao đây? Mặc dù hứa Ngọc Thanh sắp nổ tung nhưng vẫn nghe theo lời khuyên của Lý Giang kìm nén tính khí nghiến răng nghiến lợi nhìn Phan Lâm. Đồ chó hôi, tôi khuyên cậu biến mất trước mắt tôi càng sớm càng tốt. Nếu không, tôi không chắc tôi sẽ làm ra chuyện gì đó. Nghe rõ chưa? Vẻ mặt của Phan Lâm ảm đạm nắm chặt tay. Vốn dĩ anh đang có tâm trạng tồi tệ và muốn gặp Lý Ái Vân nhưng lại bị hứa Ngọc Thanh xúc phạm như vậy. Anh không phải là bùn đất cũng có cảm xúc nếu không phải vì lý ái vân và hai người này trên danh nghĩa là bố vợ và mẹ vợ thì anh đã xuống tay từ lâu rồi nhưng đúng lúc này một giọng nói chuyển đến cô chú hai người trách oan phan lâm rồi sự việc này không phải là lỗi của phan lâm mà là một vụ tai nạn xảy ra ngoài ý muốn phan lâm cũng là nạn nhân ngay khi giọng nói đó rơi xuống mọi người nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh nhưng đã thấy trịnh tú lan nhanh chóng bước vào bệnh viện là tú lan Muốn như vậy rồi sao con lại ở đây? Sắc mặt của hai vợ chồng tốt lên rất nhiều. Họ không có thành kiến gì với Trịnh Tú Lan cả, ngược lại, họ vẫn thích đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời và rất xinh đẹp này. Con không thể liên lạc được với Ái Vân, con sợ có chuyện gì xảy ra với cô ấy nên đã đến quán bar để tìm kiếm. Kết quả là nghe thấy một tiếng nổ bên cạnh quán bar, nghe Ái Vân bị thương nên con chạy đến đây. Khí gà trong ngôi nhà nơi Tiểu Mai đang ở vẫn chưa được tắt. Sau đó phát sinh tia lửa và sinh ra một vụ nổ mạnh. Ái Vân vẫn còn may mắn. Nghe nói Tiểu Mai đã bị nổ chết rồi. Trịnh Tú Lan nói. Vậy sao? Hai khuôn mặt đột nhiên thay đổi. Còn không phải sao? Cũng là do Phan Lâm đến đón Ái Vân. Nếu đến muộn thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy nữa. Trịnh Tú Lan nói. Về mặt của Lý Giang chấn động không phát ra âm thanh. Tú Lan ở lại đây với Ái Vân đi. Tôi có việc phải làm. Tôi về trước. Phan Lâm mặt không cảm xúc nói, xoay người rời đi. Phan Lâm, Phan Lâm, chờ đã. Trịnh Tú Lan vội vàng đuổi theo, hứa Ngọc Thanh hừ lạnh một tiếng, âm thầm nói. Còn chó phế vật này, nhà chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ tống cổ nó đi. Được rồi, Ngọc Thanh, đừng nói nữa, vào chăm sóc Ái Vân đi. Bác sĩ nói Ái Vân sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào đó. Sau khi ra khỏi cổng, Phan Lâm lên xe do Huỳnh Lam phái tới. Trịnh Tú Lan đuổi theo, vội vàng nói. Phan Lâm, anh muốn đi đâu dương quang phan lâm bình tĩnh nói trịnh tú lan biết thân phận của anh phan lâm hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào đang êm đẹp sao ái vân lại xảy ra chuyện vậy trịnh tú lan tự nhiên thấy có gì đó không ổn không có chuyện gì đâu tú lan mấy ngày nay ở lại bệnh viện giúp tôi chăm sóc ái vân đừng đi đâu cả tôi lo lắng sẽ còn xảy ra chuyện như thế này nữa phan lâm nói cái gì trịnh tú lan bị sốc Lúc này điện thoại của Phan Lâm khẽ rung lên. Đó là tin nhắn từ Huỳnh Lam. Tất cả những người được nhà họ Kiều phái đến Giang Thành đều đã bị diệt trừ. Người đàn ông tóc xanh cũng bị bắt. Ông ta lấy tiền nhà họ Kiều cố tình lừa dối Tiểu Mai. Hợp tác với cô ta để thiết kế cạm bẫy dụ dỗ Ly Ái Vân vào chồng. Tuy nhiên, Ái Vân không chết. Kế sách của nhà họ Kiều có thể nói là hoàn toàn tan vỡ. Tiếp theo là tiết tấu công kích của ba người kia. Phan Lâm đoán rằng mũi tấn công tiếp theo của dòng tộc Tư Mã có lẽ là phái Nam Y. Có lẽ tôi nên chủ động chuẩn bị một chút lễ vật tặng họ. Phan Lâm lạnh lùng lầm bầm. Lúc này chuông điện thoại vang lên. Phan Lâm liếc nhìn người gọi là Hà Anna. Anh nhấn nút nghe. Nhưng trong điện thoại không phải là giọng nói của Hà Anna mà là của Hà Quốc Hải. Anh Lâm xin hỏi anh có bao nhiêu thuốc tăng tuổi thọ vậy? một tiếng nuốt nước bọt vang lên trong phòng bệnh. Vào lúc này, hai bên giường trong khu bệnh viện cao cấp của Bệnh viện Nhân dân Yến Kinh chứa đầy người của nhà họ Trương. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Trương Sư Hà đang ngồi trên giường bệnh uống một hơi cạn sạch trứng vịt bắc thảo thịt nạc. Ông lão để bát xuống lau miệng, có chút chưa đã thèm hỏi. Còn nữa không? Người bên cạnh hoàn hồn nhanh chóng nói. Vâng vâng, ông chủ, chờ một chút một lúc sau một người nhanh chóng mang thêm một bát cháo nữa đến trương sư hà thổi vài cái sau đó bắt đầu ừng ực ăn hết bát cháo quả thực là quỷ chết đói đầu thai sau khi ăn bà bát cháo trương sư hà mới thở ra một hơi người đặc biệt có tinh thần sắc mặt hồng hào mọi người mở to mắt tất cả đều có dáng vẻ không thể tin được ông chủ ông ông thực sự không sao chứ người bên cạnh thận trọng hỏi có sao hay không thì không phải chờ bác sĩ kiểm tra xong sẽ biết sao kiên nhẫn chờ đi trương sư hà cười và lúc này dù đang nói chuyện ông vẫn rất lớn tiếng mọi người đối mắt nhìn nhau đúng lúc này bác sĩ triệu cầm bằng báo cáo bước nhanh vào ngoài anh ta nhiều chuyên gia và học giả của bệnh viện cũng vội vàng chạy tới khuôn mặt của mọi người đều ngạc nhiên và không thể tưởng tượng được đặc biệt là khi họ nhìn thấy trương sư hà Bác sĩ Triệu đến rồi sao? Giáo sư Bạch cũng ở đây sao? Trương sư Hà ngạc nhiên nhìn những người đi qua, "Bác sĩ Triệu, kết quả khám sức khỏe của ông ấy thế nào rồi?" Người nhà họ Trương hỏi. "Theo kết quả chúng tôi vừa nhận được, các chỉ số chức năng của cơ thể ông Trương đều đạt tiêu chuẩn, huyết áp, đường huyết đều bình thường." Bác sĩ Triệu nói khi nhìn vào bản báo cáo trên tay, mặc dù bản thân ông ta không tin vào bản báo cáo này nhưng đây thực sự là kết quả kiểm tra của Trương Sư Hà. Người nhỏ Trương hoàn toàn ngốc đến choáng váng. Cái này, theo kết quả kiểm tra, thể chất của ông ấy không phải là không giống với người bình thường sao? Không sai, tôi nhớ rõ ông ấy có ba chỉ số cao, vậy cũng bình thường sao? Là kỳ tích của y học, kỳ tích của y học. Bác sĩ Triệu, lẽ nào báo cáo xét nghiệm của anh bị sai sao? Người nhỏ Trương tiến lên dò hỏi. Bác sĩ Triệu lắc đầu liên tục nghiêm nghị nói. Tôi trịnh trọng nói rằng báo cáo xét nghiệm trong tay tôi sẽ không sai. Hơn nữa, giáo sư Bạch và viện trường Vạn đã tận mắt nhìn thấy kết quả. Nếu không tin thì có thể tham khảo ý kiến của bọn họ. Nhưng lúc trước, các người nói ông chủ của chúng tôi đã chết. Bây giờ lại nói ông ấy khỏe mạnh hơn người bình thường. Bệnh viện này là sao đây? Lúc nói thế này, lúc nói thế khác. Nếu chúng tôi khiêng ông ấy đi hỏa táng, vậy bệnh viện của các người không phải là đã hại chết một người rồi sao? Dượng của Trương Hiểu Hiểu chỉ vào bác sĩ Triệu và hỏi. Chồng có vẻ đắt tức muốn học máu. Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chúng tôi có quy trình phẫu thuật và chi tiết báo cáo kết quả ở nhiều khía cạnh khác nhau. Bệnh viện của chúng tôi thực hiện theo quy trình bình thường, hoàn toàn không có che giấu hay lừa dối người nhà bệnh nhân. Nếu các vị có bất kỳ điều gì không hài lòng với bệnh viện của chúng tôi thì có thể khiếu nại hoặc báo cáo chúng tôi với bất cứ lúc nào. Bác sĩ Triệu nghiêm túc nói. Người nhà họ Trương im lặng. Giáo sư Bạch bước đến giường bạch kiểm tra Trương Sư Hà. Khuôn mặt giàn nua của ông ta cũng lộ ra vẻ khó tin. Kỳ tích, kỳ tích, đây thật sự là một kỳ tích. Giáo sư Bạch nói. Giáo sư Bạch, tôi cảm thấy cả người tốt hơn bao giờ hết. Tôi bị sao vậy? các người đã chữa khỏi bệnh cho tôi rồi sao trương sư hà cười ha hả hỏi không chúng tôi không hề xử lý trị liệu cho ông chỉ tiến hành kiểm tra mà thôi đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy tình huống này sống giờ chết giờ rời khỏi bệnh viện khi quay trở về thì lại khỏe mạnh chuyện gì đang xảy ra vậy giáo sư bạch cả đời chưa từng thấy chuyện như vậy sao cơ trương sư hà tỏ vẻ bối rối người bên cạnh lập tức nói cho ông biết chuyện gì đã xảy ra Trương Sư Hà ngay lập tức hiểu những gì đã xảy ra trong thời gian mình hấp hối. Vô duyên vô cớ, làm sao có thể có thay đổi này chứ? Trương Sư Hà sừng sốt, nhưng ngay sau đó, ông nghĩ ra điều gì đó, lập tức quay sang bên cạnh và hỏi. Hiểu hiểu đâu? Ngay sau khi những lời này rơi xuống, biểu hiện của những người xung quanh đều trở nên kỳ lạ. Trương Sư Hà cau mày, ánh mắt rơi vào người dượng của hiểu hiểu, như hiểu ra điều gì đó, nét mặt chìm xuống. Lập tức gọi Hiểu Hiểu đến đây cho tôi. Vâng, ông chủ. Người nhà họ Trương chạy ra ngoài, nửa giờ sau, Trương Hiểu Hiểu và Trương Hoa vào trong phòng bệnh. Trên mặt Trương Hiểu Hiểu vẫn còn dấu tay nhàn nhạt, nhạt. Khi cả hai nhìn thấy Trương Sư Hà đã tỉnh, tất cả đều vui mừng và phấn khởi. Hiểu Hiểu, mặt con bị sao vậy? Vừa nãy đã đi đâu thế? Trương Sư Hà hỏi ngay. Trương Hiểu Hiểu do dự lắc đầu không trả lời. Ngược lại, Trương Hoa ở bên cạnh mở miệng tràn đầy vẫn nộ. Ông nội, chị bị bọn họ đuổi ra khỏi nhà. Cái gì? Giọng nói của Trương Sư Hà tăng thêm một quãng tám. Một đám người họ Trương sắc mặt khó coi. Trương Hòa giải thích sự tình rõ ràng. Đồ khốn! Trương Sư Hà tức giận đập tay liên tục, trừng mắt nhìn về những kẻ làm khó dễ Trương hiểu hiểu và hét lên. Từ hôm nay, các người cút khỏi nhà họ Trương cho tôi! Ông chủ, đừng mà! Mọi người van xin, nhưng ông đã quyết định. Lần này ông thật sự đã lạnh tâm. Ngay sau khi ông vừa chết, trong bang đã bắt đầu có nội chiến. Quả là một đám dâu mọt, từng người vẻ mặt xám như cho tàn rời đi. Sau khi những người này rời đi, Trương Dư Hà nhìn về phía Trương Hiểu Hiểu và trầm giọng hỏi. Hiểu Hiểu, thành thật trả lời một câu hỏi của ông nội. Có vấn đề gì ông nội nói đi. Trương Hiểu Hiểu hỏi. Ông hỏi con, sau tai nạn của ông nội, có phải con cho ông nội ăn thần dược của lâm thần y không trương sư hà hỏi trương hiểu hiểu nghiêm túc gật đầu trương sư hà hít sâu một hơi khàn giọng nói từ hôm nay nhà họ trương chính thức khai chiến với dòng tộc tư mã ông tin không phan lâm cầm điện thoại nhẹ nhàng hỏi tôi tin điều đó tôi tin điều đó ông cụ trương sư hà kia đã vốn xong đời rồi nhưng bây giờ mạnh khỏe như rồng các chuyên gia và bác sĩ trong bệnh viện cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ đều nói đó là một phép màu, nhưng sau đó có một báo cáo kiểm tra cho thấy trong cơ thể của ông lão Trương Sư Hàn này còn lưu lại dấu vết của thuốc. Loại thuốc này có tác dụng chữa trị mạnh mẽ, không thể nghi ngờ đây chính là thần dược của Lâm Thần Y. Hà Quốc Hải vô cùng vui mừng nói. Một là vui mừng cho người bạn cũ có một cuộc sống mới mạnh khỏe, Hai là biết rằng bản thân mình có thể sống lâu hơn 10 năm nữa. 10 năm. Thêm 10 năm nữa là có thể làm biết bao nhiêu việc đấy chứ. Vậy thì tốt. Phan Lâm gật đầu. Hà Quốc Hải mỉm cười cầm điện thoại di động thận trọng nói. Cậu Lâm, cậu bây giờ còn bao nhiêu viên thuốc loại đó nữa? Tôi có thể làm bao nhiêu tùy thích. Nhưng ông phải nhớ rằng chỉ có uống viên thứ nhất mới có tác dụng. Còn nếu uống thêm viên thứ hai hay viên thứ ba thì cũng chỉ giống như ăn kẹo thôi. Phan Lâm nói, tôi biết, tôi biết. Lâm thần y, tôi có nhu cầu đối với loại thuốc này. Chuyện là cậu có thể bán cho tôi một ít không? Lần này chuyện của nhà tư mã, nhà họ hà chúng tôi nhất định sẽ hết sức hỗ trợ cho Lâm thần y. Hà Quốc Hải nghiêm túc nói, ông định đưa cho người của nhà họ hà dùng sao? Phan Lâm hỏi, bạn bè và người thân. Ngoài trừ những người này ra, người của các gia tộc khác cũng muốn thử hà quốc hải do dự nhưng tươi cười nói thử sao phan lâm nhíu mày muốn thử là có ý gì thì là cho thuốc trước sau đó hợp tác làm việc sau hà quốc hải thấp giọng nói thuốc không phải có tác dụng đối với trương sư hà sao phan lâm nhíu mày đúng là có hiệu quả nhưng chỉ là một mình trương sư hà bọn họ sợ di chứng sợ rằng loại thuốc đó chỉ có tác dụng với một số người nhất định sợ cái này sợ cái kia lâm thần y cậu cũng hiểu mà bọn họ là những người như thế đấy từ trước đến nay bọn họ luôn luôn lo lắng rất nhiều dù sao thì bọn họ cũng sợ chết nhất là những thứ như thuốc cậu cũng nên hiểu hà quốc hải cười bất lực cho nên ý ông là bọn họ muốn uống thuốc trước sau đó mới nói đến chuyện làm ăn sao một khi việc này được thực hiện sẽ giống như khai chiến với nhà tư mã các nhà họ mạnh nhà họ kiều và nhà họ đoàn bên cạnh nhà tư mã cũng không phải là những nhà bình thường quyền lực của bốn nhà này hợp lại thì không nhà nào có thể sánh lại không ai lại muốn đi khiêu khích một cách vô cớ cả hà quốc hải thờ dài tôi đã thiết lập quy tắc đó tôi sẽ không bao giờ thay đổi nó hãy nói với họ rằng nếu họ tin thì thử không tin thì thôi tôi sẽ không cho họ thuốc trước rồi mới làm việc đâu tôi không yêu cầu họ làm việc mà tôi muốn hợp tác với bọn họ không kỳ kèo trả giá gì nữa Phan lâm giữ vững ý định nói cầu lâm nếu cậu làm như thế tôi sợ rằng sẽ chọc giận những người đó mất hà quốc hài thận trọng nói chọc giận sao tôi không quan tâm nếu họ muốn trở thành kẻ thù của tôi tôi sẽ vui vẻ đối đầu với bọn họ ông nói thêm với họ rằng nếu tôi là người thắng họ sẽ không nhận được thuốc tăng tuổi họ nếu tôi thua bọn họ cũng sẽ không nhận được thuốc tăng tuổi thọ lợi và hại bọn họ nên tự mình suy nghĩ đi phan lâm nhắm mắt nói tuy nhiên ông phải nhắc nhở bọn họ trở thành kẻ thù của tôi hậu quả nhận được là cái gì đó hà quốc hải im lặng trong giây lát một lúc sau hà quốc hải mới nặng nề gật đầu lâm thần y cậu yên tâm đi tôi biết mình phải làm gì tôi chờ tin tức từ ông phan lâm tiếp tục nhắm mắt nói kết thúc cuộc điện thoại phan lâm ở lại công ty một đêm sau đó dự định đi đến học viện phái nam y để làm một ít thuốc tăng tuổi thọ phan lâm trước đây không thể luyện chế loại đan dược tăng tuổi thọ này bởi vì nguyên liệu rất khan hiếm Tuy nhiên, sau khi lấy được kỳ dược phòng, trong tay Phan Lâm đã có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Chưa kể đan dược tăng tuổi thọ, còn có thể chế tạo ra những loại thuốc quý hiếm hơn. Các phương pháp điều chế thuốc cổ xưa mà anh đã từng thấy trước đây đều có thể được luyện chế ra. Tuy nhiên, trước khi Phan Lâm đến Học viện Phái Nam Y thì điện thoại lại vang lên là Hồ Quý Bạch gọi tới. Thầy ơi! Hồ Quý Bạch vội vàng nói. Sao vậy? Phan Lâm hỏi. Thầy mau tới học viện đi, một đám khách không mời mà đến đập phá học viện của chúng ta. Bọn họ, bọn họ còn đem truyền thông đến đây." Hồ Quý Bạch lo lắng nói. "Đập phá học viện sao?" Phan Lâm vẻ mặt tối lại, anh ngay lập tức đạp chân ga lao tới học viện phái Nam Y. Lúc này có rất nhiều người đã tập trung đông đúc trước cửa học viện. Ngoài ra, còn có một số lượng lớn phương tiện truyền thông như máy quay phim, máy chụp ảnh điên cuồng quay chụp học viện. Tất nhiên, người được vây quanh nhiều nhất là một ông già mặc áo trắng với bộ râu dài. Không ai biết ông già này là ai, nhưng biết mục đích của ông ta đến đây. Khiêu chiến, đến trước cửa Khiêu chiến còn muốn bàn luận về y thuật. Hơn nữa, ông ta cũng đã thông báo cho các đài truyền hình lớn phát sóng trực tiếp đem trận Khiêu chiến với Lâm Thần Y này phát sóng trực tiếp cho mọi người trên toàn thế giới cùng biết. Mọi người đều biết Ông cụ muốn dẫm lên hình tượng của Lâm Thần Y, muốn dùng chân đạp đổ giới y học cổ đại của Trung Hoa. Thưa ông, ông tại sao lại muốn khiêu chiến với Phan Lâm chứ? Ông nghĩ rằng y thuật của ông tốt hơn so với Lâm Thần Y sao? Thưa ông, Lâm Thần Y mới hơn 20 tuổi, mà ông thì lớn hơn cậu ấy. Cho dù ông thắng được cậu Lâm, ông có cảm thấy được vẻ vang không? Thưa ông, khi Hàn Y Vương dẫm lên y thuật của Trung Hoa, tại sao ông không ra tay Giới truyền thông rầm rộ đưa ra những câu hỏi xoay quanh về ông cụ, nhưng ông cụ không đáp lại, ông nhắm mắt lại lặng lẽ chờ đợi, ông không trả lời bất cứ câu hỏi nào của giới truyền thông. Không biết qua bao lâu rồi, ông lão mới mở mắt nói với Hồ Quý Bạch, "Lâm thần y, sao còn chưa tới? Hay là sợ kha thần y của chúng tôi rồi?" <laughs> Theo tôi thấy thì Lâm thần y cũng chỉ là cái hư danh mà thôi, một tên bác sĩ giang hồ làm bừa vài ba viên thuốc rồi tự xưng bản thân là thần y sao hắn cũng xứng sao nhanh lên kêu lâm thần y ra đây nói với hắn đừng có mà trốn trốn không thoát nổi đâu mọi người khua tay múa chân la hét khiêu khích chế giễu với thái độ cực kỳ kiêu ngạo những người đó chặn ngay trước cửa lớn của phái nam y làm cho ai ai cũng phẫn nộ nếu như lâm thần y không dám ra mặt cũng không sao thôi thì tôi khuyên phái nam y các người cũng nên giải tán đi là vừa một ông già lên tiếng nói dòng điều này mới kiêu ngạo làm sao rất nhiều người đều rất phẫn nộ hồ quý bạch cũng nóng ruột đến cực độ ngay lúc này xe của phan lâm đã đến ngay trước cổng lớn kéo mở cửa xe bước xuống lâm thần y đến rồi có người kích động hô to khoảnh khắc này tất cả mọi người có mặt đều hướng ánh nhìn về phía phan lâm là lâm thần y lâm thần y đến rồi lâm thần y cuối cùng cũng xuất hiện rồi lần này coi như cũng thấy được cảnh hay rồi mọi người đều hiện lên về mặt kích động và hưng phấn dù sao thì đây cũng là lâm thần y bác sĩ giỏi nhất trung hoa ở trong nước còn được xưng là thiên tài thần y đợi chút nữa nhất định phải chụp cho thật nét vào bất cứ chuyển biến cũng không được bỏ qua phải cố gắng nắm bắt biểu cảm của hai người này ngày mai chắc chắn sẽ được lên tràng nhất yên tâm đi chị phương em nhất định sẽ chụp thật đẹp những người bên truyền thông cũng kích động hẳn lên lập tức xông đến vây quanh phan lâm lâm thần y xin hỏi đối với sự khiêu chiến của ông lão thì ông có suy nghĩ gì lâm thần y ông có nghĩ rằng mình có thể chiến thắng được ông lão này không lâm thần y ông sẽ chấp nhận lời khiêu chiến này chứ truyền thông vây quanh liên tục hỏi mỗi người một câu hỗn loạn vô cùng phan lâm vẫn không nói một lời hồi đáp chỉ hướng theo hồ quý bạch mà tiến tới thầy ơi thầy ơi cuối cùng thì thầy cũng đến rồi nếu thầy mà không đến chắc cục diện không thể không chế được mắt hồ quý bạch như vớ được cứu tinh niềm nờ chào đón lại khiêu chiến phan lâm hỏi tôi không chờ hồ quý bạch lên tiếng ông già từ bên kia mặt không chút biểu cảm lên tiếng phan lâm quay đầu nhìn ông già kia ông là ai tôi là ai không quan trọng quan trọng là hôm nay ngay tại nơi đây sẽ phân định ai mới là thần y số một của trung quốc ông già kia nói ai là thần y số một quan trọng đến như vậy sao đối với một người có thể không là quan trọng nhưng đối với người như tôi đây rất quan trọng ông già lạnh đùng nói tiếp lâm thần y có phải anh không dám không tại sao ông lại muốn đấu với tôi phan lâm bình tĩnh nói cho nên mới nói có phải là anh không dám không ông già hừ lạnh một tiếng nói đường đường là lâm thần y vậy mà lại bị thầy của chúng tôi dọa đến sợ rồi sao tôi còn tưởng lâm thần y giỏi đến đâu cơ chứ hóa ra cũng chỉ là loại chém gió những người xung quanh ông già kia lập tức chế giễu cười đùa cả lên còn đám truyền thông thì liên tục hướng ống kính vào phan lâm mà chụp không ngừng tin rằng chắc chắn sáng sớm ngày mai chẳng nhất sẽ là lâm thần y sợ không dám nghênh chiến ông già thần bí lên đỉnh cao của giới y học hồ quý bạch chạy đến phía trước thầy ơi truyền thông nhiều như vậy nếu không chấp nhận khiêu chiến thì sẽ là một đặc kích không nhỏ đối với cả thầy và danh tiếng của phái nam y chúng ta quý bạch học viện của chúng ta là chữa bệnh cứu người chứ không phải là tranh đấu ai mới là người mạnh nhất vâng đúng là như vậy nhưng mà hồ quý bạch nói rồi lại thôi ông về đi tôi sẽ không đấu với ông đâu còn truyền thông muốn viết gì thì cứ viết được rồi các vị nếu các vị không còn chuyện gì nữa thì mời đi cho không nên làm ảnh hưởng đến công việc thường ngày của học viện nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó phan lâm tuyên bố lời nói này vừa dứt ông lão hai mắt nổi lên sự ngờ vực và cả sự vẫn nộ đến cùng cực lâm thần y anh là cái đồ rùa rụt cổ anh đúng là không dám đấu y thuật với thầy của chúng tôi sao đúng là thứ hư danh phế vật cái loại người như anh căn bản là không xứng làm đối thủ của thầy chúng tôi. Tôi sớm đã đoán được kết quả như thế này sẽ xảy ra. Lâm thần y này cũng chỉ là thứ xác rưởi không ra gì mà thôi. Những người đó bắt đầu mắng nhiếc liên hồi, nhưng Phan Lâm vẫn không có động tĩnh. Mọi người bốn bề, ao ao gào thét như tiếng thét trong sơn động vòng lại. Nhưng ông cũng trước sau không có một phản ứng nào. Lâm thần y, ông già phẫn nộ, đứng yên đó cho tôi. Thưa ông, còn có việc gì sao? phan lâm không hề có chút phiền não nghiêng đầu lại hỏi tôi chỉ hỏi anh anh có chắc là không đấu với tôi sao ông già nghiến rằng hỏi nếu như tôi vẫn không đấu với ông ông sẽ làm gì nào phan lâm hỏi lại tôi sẽ cho anh biết thế nào là hối hận tôi sẽ để cho người trong cả thế giới này biết rằng y thuật của anh không bằng tôi anh cũng chỉ là một con rùa rụt đầu mà thôi danh tiếng của anh sẽ mất hết sẽ bị tôi dẫm đạp dưới chân ông già vẫn nộ chửi chiều khích tướng lỗi thời này ông tốt nhất là đừng có dùng nhưng mà cũng xem như ông rất muốn đấu cùng với tôi vậy thôi như thế này đi tôi sẽ cho ông một cơ hội phan lâm suy nghĩ một lúc rồi nói anh chấp nhận rồi sao đúng vậy nhưng mà hai cánh tay phan lâm nói ông già nhíu chặt hàng lông mày lại hai cánh tay sao ý của anh là gì đây như vậy rồi mà vẫn chưa hiểu sao người nào thua tự phế hai cánh tay chấp nhận thi đấu không thì cút phan lâm bình tĩnh nói ông già nghe xong như sẽ đánh ngang tay tất cả mọi người đều bị lời nói tàn khốc của phan lâm dọa cho một trận đây đâu phải là thi đấu gì chứ đây đúng là kiểu lấy sinh mạng ra đùa mà truyền thông lại tiếp tục chụp điên cuồng kiểu nói chuyện giật tít như thế này đúng là thứ mà bọn họ đã chờ đợi từ lâu lâm thần y anh nói như vậy là có ý gì đây tấm lòng lương y anh thân là một bác sĩ sao có thể tàn độc như vậy chứ ông già kia bắt đầu kinh sợ nhíu chặt lông mày mà hỏi tôi tàn độc sao không phải chứ còn không phải sao động một cái là đòi chặt người khác lẽ nào như vậy mà còn xứng là tấm lòng lương y sao kiểu người tàn độc như anh làm sao có tư cách là một người bác sĩ cơ chứ đúng là đáng cười ông già lạnh lùng thốt lên ông nói tôi không xứng làm thần y ư Phan Lâm lắc đầu nói, "Chỉ giờ ông nhầm rồi, tôi làm như vậy hoàn toàn là vì nghĩ đến sinh mạng của mọi người thôi." "Anh nói cái gì vậy?" Ông già bắt đầu rít lên, mọi người xung quanh cũng không thể lý giải được, nhưng Phan Lâm lại từ tốn nói, "Loại người như ông căn bản là kiểu ích kỷ, tự tư tự lợi, hoàn toàn không nghĩ đến sinh mạng của người khác. Ông có biết rằng, bởi vì ông gây sự, cho nên công việc bình thường của phái nam y chúng tôi đều bị cản trở." mỗi một ngày phái nam y của chúng tôi đều có rất nhiều người đến xin chữa bệnh còn hành vi hôm nay của ông thì lại là cản trở nghiêm trọng đến công việc của chúng tôi ông có biết ông chỉ dựa vào cái gọi là y thuật cao minh của mình đã cản trở biết bao nhiêu người cầu cứu bọn họ bây giờ bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng ông thân là một bác sĩ không vì bệnh nhân mà suy nghĩ ngược lại còn ở đây ngăn cản bệnh nhân so với hạng người như ông thì tôi làm sao mà so được với độ tàn nhẫn của ông chứ tôi lấy đi cánh tay của ông ta bởi vì ông ta không xứng đáng là bác sĩ đây chẳng phải là tạo phúc cho thiên hạ sao lần này của phan lâm nói ra lập tức châm ngòi cho những bệnh nhân ở ngoài cửa lớn cùng hô hào theo bọn họ bắt đầu la hét lâm thần y nói đúng ông không xứng làm bác sĩ bác sĩ chứ có phải là võ sĩ đâu mà đấu với không đấu ông xem đây là võ quán sao đúng đó Cơ thể tôi bây giờ cực kỳ đau đớn, phải đến học viện để cho các chuyên gia giáo sư khám xét xem như thế nào. Còn ông lại ở đây gây chuyện, ông muốn hại chết chúng tôi sao? Ông mà cũng xứng làm bác sĩ sao? Nếu như làm lỡ bà tôi chỉ bệnh, tôi sẽ làm ra trò cho ông xem. Cút đi đi! Đúng đấy, cút đi đi, cút đi đi! Lúc sau, ông ta hừ lạnh một tiếng. Lâm thần đi, chúng ta chỉ là giao lưu y thuật bình thường, tôi cũng chẳng có ý gì khác. Nếu như anh cứ nói rằng tôi đang gây chuyện, cản trở bệnh nhân chữa trị, vậy thì được thôi, tôi có thể đợi. Thậm chí còn có thể giúp anh một tay chữa trị cho bệnh nhân. Tôi có thể đợi anh bận xong, có thời gian dành thì thi đấu với tôi. Còn việc cánh tay thì quá tàn khốc rồi. Nếu chúng ta thật sự dùng cách này để thảo luận y học thì e rằng sẽ bị chỉ trích là một nhóm sát nhân đó. Cho nên ông sợ rồi sao? Ông đây không sợ nhé." Ông già nghiến răng nghiến lợi thốt lên, nhưng mà truyền thông xung quanh làm sao mà tin được lời của ông già cơ chứ. Rồi lại điên cuồng chụp ảnh, nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của bọn họ, chỉ là không biết sẽ đặt tiêu đề là gì đây. Ông già bắt đầu sốt sắng, phẫn nộ nói, "Lâm thần y, rốt cuộc thì anh có đấu không? Tôi nói rồi, điều quan trọng là phải ưu tiên chỉ bệnh cho bệnh nhân, còn việc thách đấu thì phải đợi cứu chữa xong cho bệnh nhân rồi mới tính tiếp." cũng không muộn. Nếu như ông không muốn lấy cánh tay ra để làm vật đánh cược, vậy thì giúp tôi chữa bệnh cho bệnh nhân đi, đợi tôi khám cho tất cả những bệnh nhân ở đây xong rồi, thì tôi sẽ cùng ông thảo luận y học." Phan Lâm nói. "Được." Ông già phẩy tay áo, tưởng ông đây sợ chắc. Bây giờ thì gắt lại rồi đấy. Ông già dẫn đám đồ đệ tiến vào trong học viện phái Nam Y. "Thầy ơi." Hồ Quý Bạch chạy lên phía trước, lộ ra vẻ lo lắng. Không sao đâu, sắp xếp công việc cho ông ta đi. Phan Lâm cười nói. Hồ Quý Bạch nghi hoặc một hồi rồi lại gật gật đầu hỏi. Thầy ơi, có cần sắp xếp những ca khó nhất cho bọn họ không? Không cần đâu, cứ theo thường lệ mà làm. Những ca bệnh khó cứ dẫn đến để thầy khám đi. Đừng có xem sinh mạng của bệnh nhân làm trò đùa. Phan Lâm nói rồi xoay người rời đi. Lúc sau, ông già bắt đầu kê một cái bàn ngay tại cổng lớn khám bệnh một đám đông bệnh nhân đã bắt đầu bốc số trước để đến bàn khám bệnh quang cảnh hiền hòa vô cùng truyền thông bắt đầu cảm thấy chẳng còn gì đáng để chụp nữa cũng bắt đầu tàn đi còn ở trong một góc nhỏ có một người đàn ông đưa mắt nhìn phong cảnh lấy điện thoại ra ấn số sao rồi xử lý hết chưa bên kia đầu dây là một giọng nói trầm thấp lão ra hình như xảy ra một chút vấn đề vấn đề gì lẽ nào mạnh châu thất bại rồi sao không phải ông ta vẫn chưa cùng với lâm thần y đấu nữa cái gì vẫn chưa đấu sao vậy thì ông ta đang làm cái gì ông ta ông ta ông ta đang giúp phái nam y khám bệnh người đàn ông nói một cách khó khăn ông ta là mạnh châu là bác sĩ yến kinh mặc dù ở đây nhiều người không biết ông ta trong giới trung y ông ta rất có tiếng tăm bình thường ông luôn luôn say mê với y thuật rất ít khi lộ diện trước công chúng chỉ xem bệnh và chữa bệnh cho người khác. Bởi vậy rất nhiều người đều không biết ông ta. Nhưng Hồ Quý Bạch biết, cho nên Hồ Quý Bạch ngay lập tức báo cho Phan Lâm. Đây là một danh y yến kinh. Ông ta không giải quyết được. Nhưng không thể không nói, y thuật của Mạnh Châu xác thực khiến ai cũng phải sợ hãi khám phục. Chỉ trong vòng có một buổi sáng, ông ta có thể xem bệnh cho 80 bệnh nhân. Nếu là Hồ Quý Bạch, chắc chắn phải mất một ngày. Mà điều khiến cho người ta khâm phục chính là 80 bệnh nhân đã khống chế được bệnh tình, thậm chí được chữa trị. Phải biết, nếu đến học viện phái Nam Y chạy chữa, người kia cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo. Bệnh lạ hiếm thấy nếu chỉ là bình thường cảm bặt, tùy tiện tìm tiệm thuốc, mua chút thuốc hoặc là khám bệnh là xong việc. Làm sao bây giờ lại tới đây chứ? Những người bị bệnh khó gặp kia được Mạnh Châu tiện tay ra xem. Thuốc đến bệnh trừ. Đúng thật là lợi hại không ít người sợ hãi thán phục liên tục không ngừng tán thưởng thần y mạnh châu vuốt vuốt râu mà cười mặt lộ vẻ đắc ý đồ đệ bên cạnh càng là cao giọng kêu gọi từng người mặt lộ vẻ ngạo nghễ tốt kế tiếp mạnh châu nhìn một lượt mặt bệnh nhân nhàn nhạt hô nhạt một tiếng thầy đã hết bệnh nhân phái nam y đã để cho người xem hết tất cả các bệnh nhân bên cạnh học trò vừa cười vừa nói ta còn tưởng rằng phái nam y có những bệnh nhân mắc chứng bệnh nan y gì thì ra cũng chỉ có thế những bệnh đơn giản như vậy mà khiến cho phái nam y chuẩn bị từ lâu như vậy sao thật là buồn cười mạnh châu nhẹ giọng cười đắc ý vừa lòng thầy y thuật của người thực tế quá cao siêu y thuật của phái nam y sao có thể cùng so sánh với ngài chứ đúng rồi các học viên tiếp tục thổi phòng thầy chúng ta làm gì bây giờ một đồ đệ hỏi làm gì bây giờ sao? Đương nhiên là kêu Lâm Thần đi ra. Tôi muốn tỉ thí với anh ta. Mạnh Châu lớn tiếng nói. Ông ta hiện tại đang rất nhiệt huyết. Cũng không sợ hãi như trước. Nghĩ lại thật buồn cười. Ông ta từng này tuổi lại bị một tên nhãi danh hù dọa. Nói ra thật sự cảm thấy mất mặt. Lấy lại tự tin. Mạnh Châu quyết định. Lần này dù là Lâm Thần Y muốn đặt cược cái gì thì ông ta cũng sẽ không từ chối. Thầy, muốn còn gọi truyền thông tới không? được gọi tới toàn bộ, gọi những người dẫn chương trình kỳ cựu đến, đem cuộc tỷ thí này phát trực tiếp ra ngoài để cho người của toàn thế giới đều biết Lâm Thần Y trong miệng của họ thua thảm hại như thế nào. Mạnh Châu mắt nhíu lại, cười lạnh lên tiếng. "Vâng. Các đồ đệ hưng phấn không thôi, nhưng lúc này, một đồ đệ đột nhiên chạy tới, "Thầy, Lâm Thần Y có vẻ như chưa đến được. Vì sao vậy? Anh ta sợ rồi sao?" Mạnh Châu cười hỏi. Không phải, anh ta còn đang xem bệnh cho bệnh nhân. Anh ta sẽ đến trễ một chút. Để ngài đợi một chút. Thật sao? Thầy của chúng tôi trong buổi sáng khám trị cho gần 100 bệnh nhân mắc bệnh nặng. Lâm thần y giờ vẫn còn chuẩn trị. Đúng là thần y cùng lăng băm có tranh lệch lớn. <laughs> Cũng không có gì. Lâm thần y sao có thể so cùng với thầy chứ? Đúng đấy. Trận đấu này kết quả đã định. Các đồ đệ vuốt dâu nịnh nọt. Mạnh Châu cười lạnh liên tục, vung tay lên. Đi, theo vi sư đi tìm Lâm Thần Y đi. đi. Đi đi, đi đi, tìm Lâm Thần Y đi. Đám người la lên, dầm dầm đi theo Mạnh Châu đến phòng chuẩn trị. Nhưng mà còn chưa vào cửa, liền nghe được người bệnh kích động mừng rỡ. Lâm Thần Y, không hồ là Lâm Thần Y, quá thần kỳ. Không ngờ là bệnh nhiều năm như vậy, Lâm Thần Y đã nhanh chóng chữa được. Ông đây coi là cái gì chứ? Tôi trước kia bị tai nạn lao động, gần mạch hoại tử, cánh tay không động đẩy được. Lâm Thần Y mấy châm xuống dưới, tay tôi như là mọc mới vậy. Con Lâm Thần Y ở đây, quả thực là quá tốt. Đoàn người Mạnh Châu đều nghe rõ âm thanh này. Mạnh Châu trao mày, trên mặt không quá vui vẻ. Má nó, đám người này khẳng định là bị Lâm Thần Y lừa gạt. Không đến nỗi lừa gạt, chẳng qua là một chút triệu chứng bệnh thông thường. Lâm Thần Y làm cho nghiêm trọng mà thôi các đồ đệ nghị luận nói hừ, đi vào xem đã mạnh châu không phục hừ lạnh một tiếng bước nhanh đi vào bên trong nhưng mà vừa vào mạnh châu liền ngơ ngẩn phía trong đây hoàn toàn yên tĩnh vô cùng yên tĩnh đúng vậy rất yên tĩnh rõ ràng cả trong lẫn ngoài đều đầy ắp người thế nhưng là tất cả mọi người lại yên tĩnh đến kỳ lạ không có người ầm ĩ không có người ồn ào mọi người ăn ý giữ im lặng thậm chí là đi lại đều cố gắng không phát ra âm thanh. Bọn họ đứng theo thứ tự, xếp hàng, kéo thành hàng dài từ trong phòng đến cửa chính. Mạnh Châu giật mình nhìn vào sảnh lớn, có thể nghe được âm thanh từ phòng hội nghị truyền ra. Đó là giọng của Phan Lâm. Anh ta ngay tại bàn làm việc nhắc nhở bệnh nhân. Mạnh Châu cẩn thận tới gần, vượt qua bức tường người, ông ta cũng nhìn thấy Phan Lâm. Nhưng sau đó, Mạnh Châu như bị xét đánh, miệng há thật to như có thể nuốt được quả trứng vậy ngay lúc ấy phan lâm đưa hai tay ra bắt mạch cho người bệnh nhưng anh không bắt mạch cho một người mà đồng thời là cho hai người bệnh cảnh tượng này thật khiến cho người ta rúng động bắt mạch bằng hai tay mạnh châu hốt hoàng kêu lên thầy ơi thầy nói gì vậy học sinh đứng bên cạnh hoang mang hỏi mạch tượng ổn định nhưng mạch dương nóng ấm nhịp đập không dài mạch nhỏ không vững Hàn là bẩm sinh đã có vấn đề về tim. Cách trị là đun ba bát nước lấy một mỗi ngày một bát kiên trì uống 100 ngày là có thể khỏi hẳn. Còn anh là bị viêm xương phải bắt đầu từ việc hồi phục lại xương. Phan Lâm tiếp tục đưa ra chuẩn đoán và cách chữa trị với các bệnh nhân. Những bệnh nhân này đều chăm chú lắng nghe liên tục gật đầu. Mặc dù nhiều phương pháp mà Phan Lâm nói rất ghê người nhưng họ không mảy may nghi ngờ. Sau khi nói xong nguyên nhân gây bệnh. Phan Lâm lại châm cứu cho bệnh nhân. Trước mặt anh bày ra một cuộn vải trắng đầy châm bạc, nhưng phải tới hơn một trăm cây. Phan Lâm rút ra bốn cây châm bạc, thành thạo sử dụng, không hề có cái gì gọi là thủ thuật châm cứu cao siêu hay là cách thức khiến cho người ta thán phục gì cả. Chỉ là nghiêm túc, chắc chắn hạ từng cây châm xuống. Bệnh nhân không ai có cảm giác gì, nhưng những người ấy và cả học trò của Mạnh Châu đều thấy bình thường không có gì kỳ lạ nhưng gương mặt của mạnh châu trong nháy mắt đã trắng bạch ra liên tục lùi người về sau con người trợn trừng lên như thể sắp rơi ra ngoài không thể nào không thể nào chuyện này không thể mạnh châu run rẩy đổ mồ hôi đầy trán như thể nhìn thấy chuyện gì kinh khủng lắm vậy thầy ơi thầy không sao chứ học trò đứng bên cạnh vội vã đỡ lấy mạnh châu anh ta nghe mạnh châu run rẩy nói đó là cảnh giới thần thánh của châm cứu đây chính là cảnh giới thần thánh của châm cứu khả năng châm cứu của cậu ta làm sao làm sao có thể đạt tới cảnh giới tối cao như thế chứ cảnh giới thần thánh của châm cứu đó là cảnh giới cao nhất trong các phương pháp chữa trị bằng châm trên đời này mạnh châu chỉ nhìn thấy một lần từ người sư phụ của mình mà đó là sư phụ đã mất của ông ta chính vì thế mà ông ta mới nhận ra sự khác thường của cảnh giới thần thánh của châm này siêu phàm thoát tục cao siêu mà hóa giản đơn, mọi thứ như về bắt đầu. Mạnh Châu rất muốn nói là mình nhận lầm nhưng cách Phan Lâm trầm cứu lúc này quả thật giống hệt sư phụ của ông ta. Sao có thể như thế được chứ? Chuyện gì đang xảy ra đây? Chẳng lẽ cái này tuy tuổi trẻ mà đã có thành tựu y học như sư phụ của mình sao? Toàn thân của Mạnh Châu đều chảy mồ hôi lạnh. Gương mặt đã trắng bệch không khác gì tờ giấy phải là thiên tài kinh khủng đến mức nào mới có thể đạt tới trình độ như thế này ở độ tuổi này chứ? Ông Mạnh, ông sao thế? Dường như bây giờ Phan Lâm mới chú ý đến Mạnh Châu đang đứng đó, cười hỏi. Sắc mặt của Mạnh Châu rất khó coi, miệng há hốc nhưng lại không biết nói gì. Có trời mới biết Phan Lâm đã làm ông ta chấn động đến mức nào. Thế nhưng học trò đứng bên cạnh ông ta đã không kiên nhẫn được nữa, vội vàng đi đến hét lên. Lâm thần y, anh quá chậm chạp rồi đấy. Bọn tôi đã khám xong cho 80 bệnh nhân rồi mà anh còn lề mà lề mề như thế này sao? Có phải anh cố ý kéo dài thời gian không dám do so tài với thầy của chúng tôi không? Mạnh Châu lập tức thấy xấu hổ vô cùng. Anh nói cái gì đấy? Sao anh có thể nói với thần Y Lâm như thế chứ? Mấy người này đúng là không lịch sự gì cả. Mỗi lần khám cho hai người không được sao? Y tá phản bác. Khám hai người sao? Một tay hai việc sao? Nhớ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào đây? Như thế chẳng phải là vô trách nhiệm với bệnh nhân sao?" tên học trò kia nói kháy. "Anh y tá thức tối." Cô Dĩnh Phan Lâm lên tiếng cắt ngang lời y tá, "Còn nhiều bệnh nhân đang chờ lắm, cô cứ làm việc cho tốt đi, không cần quan tâm đến bọn họ." "Vâng, Lâm thần y." Y tá nghe vậy mới dừng lại. Phan Lâm tiếp tục khám bệnh, mấy tên học trò còn định gây sự tiếp nhưng bị Mạnh Châu cản lại. Còn Mạnh Châu thì đứng ngơ ngác nhìn Phan Lâm không nói nên một lời nào. Những học trò kia cũng nhìn theo ông ta. Một lát sau, sắc mặt của những học trò này dần dần chuyển trạng thái. Bởi vì họ phát hiện ra, không chỉ tốc độ khám bệnh của Phan Lâm nhanh đến bất thường mà còn cực kỳ chính xác. Hệ ai có bệnh gì thì cũng chỉ cần nhìn một cái là biết ngay. Với tốc độ ấy mà nói, từ giờ đến trưa khám cho 300 bệnh nhân đúng là dễ như chờ bàn tay nhưng điều khiến cho người ta khó hiểu chính là cách châm cứu của anh ta rất bình thường cứ nhẹ nhàng mà đặt từng cây châm lên người bệnh nhân hơn nữa còn có vẻ ầu thà như thể châm bừa một cái không có ý nghĩa gì cả cách châm cứu này không tốt một học trò không nhìn được lắc đầu nói đúng đúng như này kém thầy mình quá xa. một người khác cười nói không ai chú ý đến sắc mặt của mạnh châu càng ngày càng cực kỳ kỳ lạ càng ngày càng đặc biệt Ông ta như thể nhìn thấy quái vật vậy. Con người gần như sắp lồi ra ngoài. Thầy, thầy ơi! Một học trò há hốc miệng, chỉ thấy Mạnh Châu đột nhiên mềm hết cả hai gối quỳ sụp trên đất. Lâm thần y, xin... xin hãy nhận tôi làm học trò với. Một câu này thốt ra làm mấy tên học trò đang định châm chọc Phan Lâm trợn tròn mắt. Thầy, thầy, thầy đang làm cái gì thế? Mấy tên học trò hoàn toàn hoảng loạn, vội vàng hỏi. Nhưng Mạnh Châu lại không để ý đến, chỉ nhìn Phan Lâm với ánh mắt sáng rực, kín đáo, mang theo mong đợi. Phan Lâm cũng rất ngạc nhiên, nhìn Mạnh Châu hỏi, anh đây là làm sao vậy? Tôi, tôi muốn học chín đường châm pháp, xin, xin Lâm thần y chỉ dạy cho. Mạnh Châu nôn nóng nói, thì ra hắn đã nhìn thấy cảnh giới châm pháp của Phan Lâm không chỉ dừng lại ở thiên công ảnh, còn sử dụng kim châm của chín phổ châm pháp cực kỳ nhanh nhẹn, bộ châm pháp này mạnh châu chỉ thấy qua trên người của thầy hắn nhưng lúc đó bởi vì châm cứu chưa đủ thành thạo cơ bản chưa vững thầy cũng không đem bộ kiến thức bị thất truyền này dạy lại cho hắn đầu tiên sau đó thầy đột nhiên qua đời bộ châm pháp này cũng trở thành tiếc nuối trong lòng của mạnh châu mấy năm nay thầy chết đi mạnh châu mỗi ngày không ngừng hoài niệm đối với bộ châm pháp này nhưng bộ châm pháp này là châm pháp thời xưa theo hắn biết cũng chỉ có mình thầy của mình có châm pháp này. Vốn hắn cho là bộ châm pháp này đã thất truyền, nhưng không nghĩ đến Lâm Thần Y cũng biết châm pháp này. Mạnh Châu kích động, cũng không quan tâm đến tranh giành lợi ích lung tung nữa. Bây giờ hắn chỉ muốn đem bộ châm pháp này học đến tay, cái gì cũng không muốn nghĩ. Phan Lâm im lặng, chăm chú nhìn hắn, chốc lát rào nói. Con người tôi chỉ dạy người có đức, nếu không có y đức, thiên phú có giỏi hơn nữa, tôi cũng không nhận anh hiểu chưa tôi biết tôi biết thầy chỉ cần anh chịu dạy tôi anh bảo tôi làm gì thì tôi sẽ làm cái đó tất cả tôi nghe theo anh mạnh châu liền vội vàng nói dù là nhà họ mạnh muốn anh đối phó với tôi anh cũng không quan tâm phan lâm hỏi mạnh châu sừng sốt một chút suy nghĩ chốc lát rồi cắn răng nói một ngày làm thầy suốt đời làm cha nếu thầy nguyện ý dạy tôi tôi liền nghe anh Phan Lâm an tĩnh nhìn hắn, thấy trong mắt hắn tràn đầy thành khẩn, tức thì gật đầu một cái. Được, vậy anh lại đây, đứng bên cạnh tôi, tập thi châm. Mạnh Châu lập tức đi đến, đứng ở bên cạnh Phan Lâm. Một màn này xảy ra, mắt của những tên học trò ngoài cửa đã hoàn toàn ngơ ra. Không ai nghĩ đến, sự việc lại có thể biến thành như thế. Thầy, một tên học trò run rẩy nhìn Mạnh Châu kêu, còn không mau đến chào sư tổ của các ngươi mạnh châu kẽ quát này mấy người há miệng từng cái đầu ngần ra còn đứng ngây ra đó làm gì mau lên mạnh châu quát một lần nữa mọi người không thể làm trái chỉ có thể đi lên từng người một bái kiến sư tổ tại khúc quanh hành lang một người đàn ông lấy điện thoại ra kết quả sao rồi người nào thắng đầu dây bên kia là một giọng nói khàn khàn mà nghiêm túc mạnh châu không hề thi y thuật với lâm thần y sao thế lâm thần y vẫn còn đang kéo dài thời gian ư ừ, giọng nói trong điện thoại lộ vẻ tương đối không vui không phải thế có chuyện gì xảy ra cái đó mạch châu mạch châu nhận lâm thần y làm thầy rồi cái gì giọng nói ở đầu dây bên kia tăng lên quãng tám tin tức mạnh châu bái sư nhanh chóng lan truyền đi toàn bộ nhóm y học cổ truyền trong nước đều chấn động mặc dù người bình thường không biết mạnh châu là nhân vật gì tất cả những người có thể tiếp xúc trong cái vòng tròn này không có ai không biết mạnh châu nhà họ mạnh là gia đình y dược truyền thống mà mạnh châu là người bác sĩ giỏi nhất của nhà họ mạnh nha cũng có tiếng tăm lừng lẫy ở cả trong giới trung y của yến kinh nhưng những người như thế lại thành học trò của lâm thần y sao thật là không thể tưởng tượng nổi rất nhiều người ngạc nhiên dĩ nhiên ngạc nhiên nhất không ai bằng nhà họ mạnh dòng tộc tư mã nhất là nhà họ mạnh làm sao cũng không nghĩ đến người mình phái ra ngoài trong nháy mắt đã trở thành người của quân địch rồi từ mã tạng cực kỳ tức giận gọi một cuộc điện thoại cho người đứng đầu của nhà họ mạnh mấy người làm việc cái kiểu gì thế từ mã tạng giận dữ hỏi ông từ mã chúng tôi cũng không biết mà bên này chúng tôi cũng đang định gọi cho mạnh châu đó người đứng đầu nhà họ mạnh khóc không ra nước mắt tôi hy vọng đây tốt nhất là kế hoạch của nhà họ mạnh mấy người. Nếu không, mặt mũi của tôi cũng bị nhà họ mạnh mấy người làm cho mất hết. Bây giờ bao nhiêu người cười nhạo chúng tôi. Nói tôi nhanh chóng gọi Mạnh Châu quay về. Nếu như làm hỏng chuyện nữa, tôi lấy nhà họ mạnh của các người ra khao đao trước. Nói xong, tư mã tạng liền cúp điện thoại. Người đứng đầu nhà họ mạnh để điện thoại di động xuống, nghiêng đầu qua, hét lớn. Hiện tại, gọi điện thoại cho Mạnh Châu, kêu hắn lập tức chạy về đây. Gia chủ Gọi rồi, mạnh châu hắn nói hắn phải học chín phổ châm pháp gì đó, tạm thời chưa thể về được. Một người nhà mạnh ra nói, nói với hắn, nếu như không quay về thì liền cút khỏi gia tộc cho tôi. Người đứng đầu nhà họ mạnh gào thét nói, cũng nói rồi, mạnh châu hắn nói không sao, chờ hắn học được thần châm chín phổ gia tộc sẽ mời hắn quay về. Người đứng đầu nhà họ mạnh trực tiếp phun ra một ngụp máu, nhà họ mạnh thất bại thì chỉ còn lại nhà họ đoàn ra tay. Nhưng mà nhà họ đoàn hiển nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao thì nhà họ Kiều và nhà họ Mạnh liên tiếp bị xẹp lép. Nếu nhà họ đoàn không chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sợ cũng chỉ biết tự rước tù nhục vào thân. Có thể Phan Lâm đã không muốn ngồi chờ chết. Chờ sau khi rời khỏi học viện, liền quay lại tập đoàn Dương Quang. Đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Chủ tịch Lâm, Lúc nào cũng có thể bắt đầu. Hàn Long và Huỳnh Lam cúi đầu cung kính nói: "Bắt đầu đi." Phan Lâm nói. Rất nhanh, dưới chỉ đạo của Phan Lâm, đã bắt đầu được triển khai. Gần như sau 10 phút, anh ta ra lệnh, tất cả những người có liên hệ với nhà họ Đoàn đều không thể nào mua được một bịch thuốc của Dương Quang sản xuất từ các hiệu thuốc, nhất là thuốc nhồi máu não và thuốc viêm mũi. Không chỉ có vậy, tất cả các công ty hợp tác với tập đoàn Dương Quang toàn bộ đều đem nhà họ đoàn từ sắp thành bạn thân cho vào danh sách đen. Tất cả nguồn cung hàng hóa cho nhà họ đoàn bị ngăn chặn hết. Bắt đầu, chỉ là nhà hàng quán rượu đều xảy ra hàng loạt hiện tượng gây rối bị ép buộc ngừng buôn bán. Trải qua nửa ngày ngắn ngủi, nhà họ đoàn liền rơi vào tê liệt. Tại nhà họ đoàn, gia chủ nhà họ đoàn về mặt ảm đạm ngồi trong đại sảnh. Toàn bộ người nhà họ đoàn đều tập trung tại đây. Người thì vừa hút thuốc, vừa cau mày người thì không ngừng gọi điện thoại. Phòng khách ám khói tràn ngập không khí trang nghiêm. Cửa bị đóng sầm lại. Sau đó một thanh niên xông vào nhà hét vào mặt của gia chủ nhà họ đoàn. Bác ơi! Bác! Bác! Bác phải nghĩ cách! Bố cháu! Bố cháu sắp không ổn rồi! Lời vừa dứt, mọi người trong phòng chấn động. Vượng à! Có chuyện gì vậy? Gia chủ nhà họ đoàn nhìn chằm chằm người thanh niên kia hỏi. Thuốc! Thuốc! Bà cháu cần thuốc! Thiêu niên bật khóc. Dương Quang đưa gia đình cháu vào danh sách đen. Gia đình cháu bây giờ không mua được thuốc nhồi máu não. Thuốc của ba cháu hết rồi. Nếu không uống thuốc kịp thời, ba cháu sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất. Xin bác hãy cứu lấy ba cháu. Mọi người nghe xong, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Đừng lo lắng, bác sẽ tìm cách. Gia chủ nhà họ đoàn khàn giọng nói. Bác trai, bác sĩ nói bệnh tình hiện tại của ba cháu không thể qua khỏi hôm nay. Nếu hôm nay không lấy được thuốc thì ba cháu sẽ người thanh niên nói không nên lời. Vượng, đừng lo lắng, cháu về trước đi. Hôm nay bác nhất định sẽ chuyển thuốc đến tận nơi cho bà cháu. Cháu về trước đi, chăm sóc cho bà cháu thật tốt. Khi nào ta lấy được thuốc sẽ gọi cho cháu, có được không? Gia chủ nhà họ Đoàn ân cần nói. Vâng ạ, cảm ơn bác. Thiêu Niên lau nước mắt, xoay người rời đi. Sau khi thanh niên rời đi, gia chủ nhà họ Đoàn nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng lại với vẻ mặt ảm đạm lạnh đùng nói cử người đi mua thuốc ngay không cần biết là hiệu thuốc hay kể cả những bệnh nhân có thuốc này hãy mua ngay cho tôi nghe thấy không vâng gia chủ một người chạy đi nhưng đúng lúc này một người khác của nhà họ đoàn lại lao vào trong nhà gia chủ xảy ra chuyện rồi mấy người của đội tuần tra tới phong tỏa nhà máy của chúng ta rồi người đàn ông lo lắng nói cái gì gia chủ nhà họ đoàn biến sắc đang yên đang lành nhà máy của chúng ta làm sao có thể bị phong tỏa chứ? Có nhầm lẫn gì không đây? Các thủ tục xuất xưởng của chúng ta luôn luôn được hoàn tất, cũng không có vi phạm nào cả. Một người đàn ông đầu chọc đeo kính nói, lẽ nào là chỗ đó có vấn đề sao? Người phụ nữ bên kia thì thào, không thể nào, chuyện nguyên liệu kia chúng ta đã thu dọn sạch sẽ rồi, không thể tra đến chúng ta được. Người đàn ông đầu chọc đeo kính nói, vậy thì tình hình bây giờ là thế nào đây? gia chủ nhà họ đoàn hỏi tôi gọi điện thoại hỏi người đàn ông đầu chọc vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm gọi một lúc sau anh ta ngẩng đầu lên nói đại ca bên đấy nói là cấp trên đang yêu cầu điều tra kỹ lưỡng anh ta không can thiệp được cái gì mọi người xung quanh đều tỏ ra bàng hoàng gia chủ nhà họ đoàn về mặt ảm đạm đó hẳn là chuyện tốt tập đoàn dương quang làm nếu chuyện này lộ ra, những người chịu trách nhiệm của nhà máy không ai có thể thoát tội. Họ không chỉ bị phạt lại với giá cao, mà những người chịu trách nhiệm của nhà máy hầu hết đều bị liên đới. Người đàn ông hói đầu giọng khàn khàn nói, mấy người nhà họ Đoàn lập tức không thể ngồi yên, vội vàng chạy tới phía gia chủ nhà họ Đoàn, lo lắng nắm lấy tay hắn, "Đại ca, tôi không muốn dính vào. Đại ca, anh nhất định phải cứu chúng em." Giọng nói bối rối không dứt cầm miệng hết đi gia chủ nhà họ đoàn khó chịu rên gì mọi người giật mình hắn liếc mắt nhìn lại sắc mặt cực kỳ xấu suy nghĩ một chút nói đi lập tức liên hệ với gia chủ nhà tư mã tôi muốn nói chuyện với ông ta vâng một người lấy điện thoại di động ra nhưng vào lúc này lại có mấy người nhà họ đoàn hoảng sợ chạy tới trên mặt ai cũng lộ ra vẻ lo lắng gia chủ nhà họ đoàn vừa nhìn trong lòng đã phát lạnh đợi chút đã Hắn khàn khàn nói, ngăn cản người đang định gọi cho Tư Mã Tạng, người nọ sừng sốt mấy người xông tới chỗ gia chủ của nhà họ Đoàn, bọn họ gần như là đồng thanh nói, gia chủ không ổn rồi, có chuyện rồi. Người của nhà họ Đoàn đều cảm thấy ngột thở. Điện thoại reo lên, Phan Lâm đang ngồi trong xe cầm điện thoại lên, ngây người một chút rồi nhấn nghe. "Này, anh đang ở đâu vậy?" Có một giọng nữ yếu ớt ở đầu dây bên kia. "Sao thế?" em đã biết chuyện gì xảy ra em nói với mẹ rồi mẹ sẽ không hiểu lầm anh đâu ừ còn nữa cảm ơn anh lý ái vân ngập ngừng phan lâm dừng dốt sau đó cười khổ nói không có gì em thấy khá hơn chưa anh đến bệnh viện thăm em được ạ à? lý ái vân do dự một chút rồi gật đầu phan lâm lập tức lái xe đến bệnh viện các bạn vừa nghe xong tập số 75 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe đồng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất để các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện vô tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.